các bạn đang nghe truyện đô thị siêu cấp y sư trên kênh TV Audio CV. Chương 1682, ngươi là luyện thể giả. Thường. Tuy nhiên, pháp bảo của Hồ Mị Nhi rõ ràng có tác dụng khắc chế đối với huyết phiên của đệ tử huyết ma tông. Bàn tay lớn đẫm máu tuy nắm chặt lăn gấm màu hồng, nhưng việc chế ngự nó cũng tốn một ít thời gian. Hồ Mị Nhi tạm thời có thể cầm cự nhờ vào pháp bảo và địa thế có lợi trong huyệt động nhưng Hoàng Phủ Hiên thì không may mắn như vậy. Đối thủ của hắn là một đệ tử huyết ma tông họ cổ, công pháp và pháp bảo của đối phương đều vượt trội. Đệ tử họ cổ sử dụng một tấm gương màu máu, khi tấm gương treo trên đầu, một cục sáng màu máu chiếu thẳng vào Hoàng Phủ Hiên. Hoàng Phủ Hiên vội vàng tế ra cuốn sách pháp bảo, cũng phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó cuốn sách mở ra, từng cái phù văn lóe sáng, tử quan tỏa ra như một tấm khiên trắng trước cục sáng màu máu nhưng khi cột sáng màu máu chiếu lên cuốn sách, hào quang màu tím lập tức tan chảy như tuyết. Cột sáng màu máu rơi thẳng vào cuốn sách, khiến cuốn sách phải lùi lại, phát ra tiếng xì xì, như bị huyết quang hữu thực. Hoàng Phủ Hiên hoàn toàn biến sắc, lại phun ra một ngụm tinh huyết, tình hình mới tạm khá hơn một chút. Đệ tử họ cổ cười lạnh nói, ta xem ngươi có bao nhiêu máu để phun, vừa dứt lời, hắn thấy đỉnh đầu các đông hút vừa nãy còn run sợ né tránh, đột nhiên lóe lên một đạo hào quang màu tím, một đạo cửu khổng đại hoàng đao mạnh mẽ bổ xuống hắn. Ngươi cũng xứng đánh lén ta sao? đệ tử họ cổ kinh thường cười lạnh, trong tay pháp quyết vừa bấm, huyết sắc tấm gương liền phân ra một vệt ánh sáng màu máu hướng cửu khổng đại hoàng đao của các đông húc mà bổ tới. vậy cũng chưa chắc. các đông húc cười lạnh, thân thể đột nhiên giống như một con báo săn, nhanh chóng lao về phía đệ tử họ cổ kích sát. Hê hey, hey, muốn chết. Đệ tử họ cổ thấy các đông hút đột nhiên nhảy lên, chuẩn bị tiến sát gần chém giết, cười lạnh một tiếng, vung tay trái ra, chuẩn bị dùng ngũ trảo của mình để tóm lấy. Dù luyện khí không phải là luyện thể chi đạo, nhưng theo sự tăng tiến của cảnh giới, thân thể và sức mạnh cũng theo đó mà gia tăng. Với tu vi long hổ cảnh năm tầng, thân thể của đệ tử họ cổ đã rất mạnh mẽ, xa xa không phải người bình thường và tu vi long hổ cảnh hai tầng có thể so nắm đấm thép của các đông hút nhanh chóng áp sát ngay khi sắp đụng tới ngũ trảo của đệ tử họ cổ tốc độ đột nhiên gia tăng không khí bị chà sát đến mức phát sinh bạo phá một tia hồng quang sáng lên do ma sát kịch liệt đốt cháy không khí xung quanh một luồng sức mạnh cực kỳ ngưng luyện và khổng lồ theo nắm đấm thép áp sát xuyên thấu qua không gian mà tới ngươi là luyện thể giả sắc mặt đệ tử họ cổ chợt biến muốn thu hồi ngũ trảo đồng thời dùng tấm gương màu máu để ngăn cản nắm đấm của các đông hút, nhưng đã muộn. Trăng rắc. Trăng rắc. Một tiếng vang lên, nắm đấm thép của các đông hút đập trúng ngũ trảo của đệ tử họ cổ. Ngũ trảo và cả cánh tay trái lập tức đứt thành từng khúc, máu thịt be bét, phản phất như bị một quả đạn tạc nổ tung. A. À. Đệ tử họ cổ không kìm được một tiếng hét thảm, cả người bị sức mạnh khổng lồ đẩy lùi, ngã về phía sau đồng thời tấm gương màu máu trôi nổi trên đầu hắn cũng vì bắn bị thương nặng mà mất khống chế trong một khoảnh khắc khiến cho cột sáng màu máu trở nên bất ổn hoàng phủ hiên thấy vậy biết cơ hội đã tới lập tức phun ra một nguồn tinh huyết vào cuốn sách phát bảo của mình cuốn sách lập tức cuộn một cái quét tan cột sáng màu máu rồi gào thét lao thẳng về phía đệ tử họ cổ cùng lúc đó các đông hút cũng bổ một đao về phía đệ tử họ cổ tuy nhiên dù bị trọng thương đệ tử họ cổ vẫn là một tu sĩ long hổ cảnh năm tầng hắn nhanh chóng ổn định tâm trạng bấm phát quyết làm cho tấm gương màu máu phát sáng trở lại chuẩn bị bắn ra cột sáng màu máu một lần nữa nhưng các đông hút sau khi đã biểu hiện sự khiếp đảm ban đầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng để hạ sát địch nhân ngay lúc này khi đệ tử họ cổ vừa bấm phát quyết làm cho tấm gương màu máu phát sáng các đông hút đã như hình với bóng nắm đấm thép lao tới nhắm thẳng vào đầu hắn Đệ tử họ của lần thứ hai cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đang áp tới, sắc mặt tái nhật. Hắn biết rằng nếu cú đấm này trúng vào đầu, đầu hắn chắc chắn sẽ bị nổ tung. Vì người trước mặt không chỉ là một luyện thể giả, mà sức mạnh của hắn còn gần như đạt đến cảnh giới kim cương cảnh ba tầng. Với một luyện thể giả như vậy, một khi bị đánh giết ở khoảng cách gần, trừ khi là tu sĩ long hổ cảnh cấp cao, có thể điều động pháp lực cương khí hộ thể, thân thể mạnh mẽ mới có thể chế ngự hắn. Nếu không, đây sẽ là một cơn ác mộng. Đáng sợ hơn nữa là các đông hút còn là đạo võ song tu. Ngươi dám. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một luồng huyết sát khí nồng đậm đột nhiên tràn ngập khắp huyệt động, một móng to màu máu xuất hiện trên không trung. Xung quanh móng to là huyết vân lăn lộn, gió lạnh âm trầm vang vọng. Đây chính là bí thuật của huyết ma tông, minh cốt đại huyết trảo, một bí thuật chỉ được truyền cho đệ tử đích truyền minh cốt đại huyết trảo vừa hiện liền xuyên qua tầng tầng không gian chọc tới đầu của các đông hút một luồng sức mạnh âm sát khổng lồ bao phủ các đông hút khiến dòng máu trong người hắn như muốn đóng băng da đầu tê rần suýt chút nữa đã phải thả ra đại ngạc ngân giác cương nhưng ngay vào lúc này một kim sắc đại kiếm chói mắt bất ngờ xuất hiện ngang trời bổ thẳng về phía minh cốt đại huyết trảo lệ phong đối thủ của ngươi là ta. Tiếng hét lạnh lùng của Kim Phi Dương vang lên từ kim sắt đại kiếm ống, khi nó bổ về phía Minh Cốt Đại Huyết Trảo. Sắc mặt lệ phong thay đổi, nhưng Minh Cốt Đại Huyết Trảo vẫn phải đối diện với kim sắc đại kiếm ống, không dám lơ là phong mang của nó. Điêu sư huynh, cứu ta. Đệ tử họ cổ hoảng sợ rít lên khi thấy nắm đấm thép đang áp sát, còn Minh Cốt Đại Huyết Trảo của thiếu tông chủ bị kim sắt đại kiếm ống của Kim Phi Dương chặn lại hắn nhanh chóng bay ngược về phía điêu sư huynh, cố gắng kéo dài khoảng cách với nắm đấm thép của các đông hút. Hô! 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 Điêu sư huynh phun một ngụm tinh huyết vào lá cờ huyết sắc, rồi dùng hết sức trung động huyết phiên. Vốn dĩ, hắn và cổ sư đệ đang liên thủ, nhưng khi thấy cổ sư đệ bị các đông hút đánh trọng thương, hắn đã hoàn toàn biến sắc, muốn rút tay về để giúp đỡ. Nhưng Hồ Mỹ Nhi không phải là người ngu, biết rằng chỉ có khi các đông hút giết được cổ sư đệ, bọn họ mới có cơ hội chạy trốn, nên không tiếc tiêu hao tinh huyết để dùng lăng gấm màu hồng cuốn quanh huyết phiên. Vì thế, điêu sư huynh không thể ra tay kịp thời để ngăn cản các đông hút. Hiện tại, khi thấy minh cốt đại huyết trảo của thiếu tông chủ bị cản lại và cổ sư đệ đang nguy ngập, hắn triệt để mất bình tĩnh, không tiếc tinh huyết để phun ra. Ngay khi điêu sư huynh phun tinh huyết, huyết phiên liền sôi trào, phát ra những tiếng thét chói tai, như có vô số oan hồn ác quỷ dương nanh múa vuốt theo đó huyết phiên lại duỗi ra một bàn tay máu khác tuy nhiên bàn tay máu này nhỏ hơn bàn tay trước và màu máu cũng nhạt hơn dù vậy bàn tay máu vẫn đủ để cản lại nắm đấm của các đông hút giúp cổ sư đệ có chút thời gian để thở cổ sư đệ dù sao cũng là tu sĩ long hổ cảnh năm tầng chỉ vì bất cẩn nên bị các đông hút đánh lén trọng thương nhưng nếu hắn có thời gian dù đã bị thương Hắn vẫn có thể chống đỡ được trước hai đối thủ là Long hổ cảnh 4 tầng Hồ Mị Nhi và Long hổ cảnh 2 tầng Các Đông Húc. Chỉ cần cổ sư đệ cầm cự được, chờ đến khi Điêu sư huynh giết xong Hồ Mị Nhi, hai người hợp sức sẽ dễ dàng giết chết Hoàng phủ Hiên và Các Đông Húc. Nhưng Điêu sư huynh không ngờ rằng, Các Đông Húc đã tính toán từ trước. Khi hắn vừa thôi thúc huyết phiên và duỗi ra một bàn tay máu khác để cản Các Đông Húc, thì một vệt kim quang đã sớm từ mi tâm của Các Đông Hút bắn ra, biến thành một tòa tiểu kim sơn lao thẳng vào bàn tay máu quanh một tiếng bàn tay máu bị kim long ấn đập vỡ hóa thành từng đám huyết vụ rồi tan biến trở lại trong huyết phiên cái này không thể nào khi huyết thủ bị kim long ấn va chạm và hóa thành sương máu quay trở về huyết phiên điêu sư huynh không khỏi bị chấn động tâm thần kinh hãi không tin nổi phải biết rằng hắn là một tu sĩ long hổ cảnh năm tầng huyết phiên trong tay hắn là một pháp bảo uy lực mạnh mẽ mặc dù phần lớn pháp lực của hắn đã bị hồ mị nhi kiềm chế khiến cho huyết thủ phân đi ra chỉ còn uy lực một phần tư so với ban đầu nhưng không thể nào bị pháp bảo của một tu sĩ long hổ cảnh hai tầng đánh tan chỉ bằng một đòn điêu sư huynh không hề biết rằng các đông hút dù chỉ là long hổ cảnh hai tầng nhưng lại không giống với những tu sĩ cùng cấp khác chân nguyên của hắn tinh khiết và cô động kinh mạch của hắn cứng cỏi và rộng lớn thực lực pháp lực của hắn thực tế có thể so với tu sĩ long hổ cảnh ba tầng hơn nữa Kim Long Ấn là một thượng cổ pháp bảo, bên trong chứa đựng linh hồn của một đầu Kim Long, quy lực mạnh hơn huyết phiên của Điêu Sư Huynh rất nhiều. Kết quả là một đòn của Kim Long Ấn đã có uy lực tương đương với Long Hổ Cảnh 4 tầng. Tiếng thét chói tai của Điêu Sư Huynh vẫn còn vang vọng trong huyệt động, nhưng các đông hút đã đấm mạnh vào đầu của cổ sư đệ. Trong nháy mắt, đầu của cổ sư đệ nứt toát, hắn ngã nhào xuống đất, một tia hồn phách chạy ra nhưng lập tức bị Kim Long Hồn trong Kim Long Ấn hấp thụ hang động đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người trong trận đấu đều theo bản năng lùi lại, thu hồi pháp bảo của mình, giữ chúng trôi nổi trước mặt để đề phòng. Ánh mắt của họ lộ rõ sự khiếp sợ và không thể tin nổi. Bên phía huyết ma tông, họ từng nghĩ rằng trận chiến này chắc chắn sẽ thắng. Trong số 5 người đối thủ, ngoài Kim Phi Dương có thể gây chút rắc rối, bốn người còn lại không đáng sợ. Với ba tu sĩ long hổ cảnh năm tầng như họ, chỉ cần bỏ ra một chút nỗ lực là có thể diệt sát cả bốn người kia. Sau khi diệt xong, họ có thể dễ dàng hợp sức với thiếu tông chủ để giết Kim Phi Dương. Kim Phi Dương và những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, dù hơi tốt hơn một chút vì họ biết rằng các đông hút có thực lực mạnh hơn vẻ ngoài, nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ rằng kết quả sẽ là không thể tránh khỏi cái chết. Thực lực của hai bên quá rõ ràng. Lệ phong mạnh hơn Kim Phi Dương, một tu sĩ long hổ cảnh 5 tầng có thể đối phó với 2 đến 3 tu sĩ long hổ cảnh 4 tầng. Ba tu sĩ long hổ cảnh 5 tầng có thể đối phó với 6 đến 9 tu sĩ long hổ cảnh 4 tầng. Hơn nữa, Lệ Phong và những người khác xuất thân từ huyết ma tông, một đại tông môn, nên dù là pháp thuật hay pháp bảo cũng mạnh hơn công tôn thành và những người khác. Ngay cả khi xem các đông hút là một tu sĩ long hổ cảnh 4 tầng, chỉ cần hai người bên huyết ma tông cũng có thể thắng họ, huống chi họ có ba người. Vì vậy, mấy người công tôn thành đều rất tuyệt vọng, ngay từ đầu đã dốc hết sức lực, quyết tâm chiến đấu tới chết, ít nhất cũng phải làm cho kẻ địch phải trả giá. Nhưng kết quả lại khiến họ bất ngờ. Người chết đầu tiên không phải là họ, mà là một đệ tử của huyết ma tông. Người giết đệ tử này lại chính là các đông hút, người bị coi là yếu nhất trong số họ, điều này làm sao không khiến họ kinh ngạc và không thể tin nổi. Tuy nhiên, sau sự kinh ngạc và không tin, trong mắt Kim Phi Dương và những người khác lóe lên một chút hy vọng. Mọi người đều cất tiếng cười lớn. Ha ha! Mẹ nó! Các cửu dương, ngươi lại làm ta ngạc nhiên lần nữa, tốt lắm, lão đạo ta thông minh cả đời, suýt nữa thì là một chuyện ngu xuẩn, may mà Kim Công Tử có mắt nhìn, hồ đạo hữu lại có hứng thú với ngươi, ta không muốn làm trái ý họ, nên mới đồng ý cho ngươi nhập bọn. Không sai, ta cũng vậy, khanh khách, các cửu dương, thiếp thân đã gặp qua vô số người, nhưng lần này ngươi thực sự làm thiếp thân động tâm nếu lần này có thể thoát khỏi nơi này, ngươi muốn làm gì thiếp thân cũng nguyện ý. Kim Phi Dương và những người khác vừa cảnh giác nhìn chầm chầm vào đối thủ, vừa liên tiếp mở miệng nói. Nghe những lời này, các đông hút cảm thấy khá thoải mái, nhưng khi nghe tới lời của Hồ Mỹ Nhi, suýt chút nữa hắn không giữ được bình tĩnh. Nữ nhân này quả thực còn phóng khoáng hơn cả những người phụ nữ phương Tây thế kỷ 21, thoát khỏi nơi này. Các ngươi cho rằng giết một sư đệ của ta là có thể thoát khỏi nơi này sao? tất cả các ngươi đều phải chết. Giọng nói lạnh lẽo và đầy sát ý của Lệ Phong đột nhiên vang lên, đặc biệt là ngươi. Ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, còn muốn dùng máu tươi của ngươi để tế luyện minh cốt đại huyết trảo của ta, có những lời không nên nói quá sớm, hư chết vào tay ai còn chưa biết được. Các đông hút cười gằn, trong con ngươi sâu xa lóe lên sát cơ. Trong lòng hắn có một luồng tiếp động muốn thả ra đại ngạc ngân giáp cương, nhưng cuối cùng hắn vẫn dứt khoát ép xuống. Lệ Phong là thiếu tông chủ của huyết ma tông, hôm nay thù này đã kết, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn, không chỉ Lệ Phong, hai người còn lại cũng không thể thoát. Nếu họ giết Lệ Phong và chiếm được kim đan đạo văn quả, tin tức này truyền ra, Hoắc Lâm Động Thiên sẽ không còn là nơi an toàn cho họ, tung Tôn Thành cùng những người khác cũng sẽ gặp đại họa. Vì vậy, các đông hút quyết định chỉ khi không còn lựa chọn nào khác mới tung ra lá bài tẩy của mình. Một khi đã ra tay, hắn nhất định phải giết hết tuyệt đối không cho đám người lệ phong cơ hội lật bàn dù sao lệ phong là thiếu tông chủ của huyết ma tông trong tay hắn có thể còn những pháp bảo mạnh mẽ và sát chiêu mà các đông húc chưa biết hơn nữa lệ phong là tu sĩ long hổ cảnh bảy tầng chắc chắn có những đặc điểm đặc biệt chính vì vậy các đông húc quyết định ẩn nhẫn chờ lệ phong tiêu hao hết pháp lực và lộ ra lá bài tẩy của mình khi lệ phong không còn ở đỉnh cao thực lực các đông húc mới đột nhiên thả ra đại ngạc ngân giáp cương khi đó hắn muốn chạy trốn cũng khó. Nếu Lệ Phong còn giữ được thực lực, dù bị áp chế một tầng, nhưng với tu vi long hổ cảnh bảy tầng của hắn, nếu hắn cố tình muốn chạy trốn, dù các đông hút đã sắp đặt trước giao long ngân giáp cương bên ngoài, vẫn có khả năng để hắn thoát. Ngươi là tu sĩ cấp thấp đầu tiên dám nói chuyện như vậy với thiếu tông chủ ta. Lệ Phong lạnh giọng nói, rồi vung tay lên. Dết, một tiếng hét lạnh lùng vang lên, Lệ Phong giơ tay, từ không trung hiện ra minh cốt đại huyết trảo, chột về phía Kim Phi Dương. Kim Phi Dương cũng quát lạnh một tiếng, Kim sắc đại kiếm lần thứ hai lao ra. Giữa không trung, Kim sắc đại kiếm ống và minh cốt đại huyết trảo không ngừng giao chiến, huyết vân lăn lộn, Kim Quang khoái động. Tuy nhiên, Kim sắc đại kiếm ống rõ ràng không thể chống lại minh cốt đại huyết trảo, Kim Quang ngày càng nhạt đi, tựa như đang hết sức lực, trong khi minh cốt đại huyết trảo ngày càng sáng rực, trảo ảnh như núi, nhiều lần suýt bắt lấy kiếm lớn. Khi Kim Phi Dương và Lệ Phong lần thứ hai giao chiến, mấy người các Đông Húc cũng không nhàn rỗi. Giết! Công tôn thành gầm lên giận dữ, Đại Đỉnh Ba Chân ầm ầm lao về phía Vương sư đệ. Vương sư đệ cũng gầm lên một tiếng, phun ra một đạo tinh huyết lên huyết Đao. Huyết Đao lập tức tỏa ra hào quang đỏ ngầu, lao về phía Đại Đỉnh Ba Chân. Hiển nhiên, sau khi một đồng môn bị giết, Vương sư đệ biết không thể giữ lại sức mạnh như trước, mà phải tốt chiến tốt thắng sau đó đi giúp điêu sư để giết chết ba người kia. Chen Một tiếng vang thật lớn. Đại đỉnh ba chân loạn choạng, có dấu hiệu rớt xuống, công tôn thành lùi về sau mấy bước, một vệt máu dâng lên nét mặt già nua, nhưng hắn ta cố gắng ép xuống. Hiển nhiên, dù đều là tu sĩ long hổ cảnh năm tầng, công tôn thành vẫn kém vương sư đệ một chút. Giết Thấy công tôn thành chỉ với một đòn đã lộ ra bại trận, Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi giận dữ hét lên. Hoàng Phủ Hiên tế ra cuốn sách, từng trang sách mở ra, bắn ra những mũi tên trúc dày đặc như mưa hướng về phía điêu sư đệ. Trong khi đó, Hồ Mị Nhi cũng tế khởi hỏa hồng lăng gấm, quấn quanh điêu sư đệ. Các đông hút thấy Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi đã ra tay, không dám chậm trễ, hét lên một tiếng rồi cầm cửu khổng đại hoàng đao, cánh tay nổi gân xanh, lao như điện về phía điêu sư đệ. Hừ, ngươi nghĩ rằng bây giờ còn có thể thực hiện được sao? Điêu sư đệ lạnh lùng trên rỉ, không còn bảo lưu nữa, phun ra một ngụm tinh huyết lên huyết phiên. Trong nháy mắt, huyết phiên huyết vân lăn lộn, tiếng thét chói tai thê lương không ngừng vang lên, làm rối loạn tinh thần. Cùng lúc đó, từ huyết phiên xuất hiện ba con đại huyết thủ. Một con chộp lấy hỏa hồng lăn gấm, một con biến thành tầng tầng lớp lớp trảo ảnh để chặn lại những mũi tên trúc, con còn lại nên chiến với cửu khổng đại hoàng đao của các đông hút. Ba con đại huyết thủ này có kích cỡ và uy lực ngang nhau, so với đại huyết thủ mà điêu sư đệ đã triển khai ban đầu thì yếu hơn không ít. Do đó, một con đại huyết thủ chỉ có thể tạm thời đối đầu với hỏa hồng lăng gấm, không thể nắm chặt như trước, một con chặn lại đám mũi tên trúc, con cuối cùng đón lấy cửu khổng đại hoàng đao, làm cho đao dường như bị lúng vào lầy lội, khó lòng tiến sâu thêm nửa bước. Long hổ cảnh năm tầng quả nhiên là lợi hại. Nhưng nếu như ngươi chỉ có những bản lĩnh này, vậy ngươi liền đi chết đi. Các đông hút hét lên, tay cầm cửu khổng đại hoàng đao tiếp tục dùng lực vỗ xuống, đồng thời một vạch kim quang từ mi tâm của hắn lại một lần nữa phóng ra, hóa thành một tòa kim sơn lướt về phía điêu sư đệ. Hừ, ta đã sớm đề phòng ngươi. Điêu sư đệ cười lạnh, đưa tay làm huyết phiên rung động lần nữa. Huyết phiên bay phần phật, từ bên trong dò ra một con đại huyết thủ khác, tinh lực bốc lên, bên trong phát ra tiếng thét chói tai thê lương, mơ hồ có thể thấy ác quỷ dương nanh múa vuốt, khí thế của nó rõ ràng mạnh hơn ba con kia. Quanh Một tiếng vang thật lớn, lần này điêu sư đệ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kim long ấn không thể đập nát đại huyết thủ, mà dường như bị lúng vào lầy lội, bị huyết thủ bao vây chặt chẽ từ xa nhìn tới như một khối kim thạch lớn bị phủ lên từng tầng từng tầng huyết vân kim thạch tỏa ra kim quang, nỗ lực muốn thoát ra, nhưng huyết vân như một lưới lớn lượng quanh, không cho nó cơ hội thoát thân. Ngươi nghĩ rằng chỉ với pháp bảo của một tu sĩ long hổ cảnh hai tầng có thể oanh mở vạn quỷ huyết thủ của ta sao? Điêu sư đệ đắc ý cười rằng: Ta nghĩ chắc là không có vấn đề. Các đông hút thấy thế không chỉ không lộ ra bất kỳ vẻ hoảng loạn nào, khóe miệng ngược lại toát ra một vệt mỉm cười tự tin. Sắc mặt điêu sư đệ thay đổi, Lòng dân lên cảm giác bất an. Đột nhiên, đại huyết thủ bao vây Kim Long Ấn bắt đầu tan chảy như tuyết, nhanh chóng hòa tan thành từng giọt máu rơi xuống đất. Những giọt máu này rơi xuống, mặt đất lập tức bốc lên khói đen, tỏa ra mùi hôi thối, đồng thời bị ăn mòn thành từng lỗ loang lỗ. Huyết vân tan chảy, trở nên mỏng manh, từng tia kim quang chiếu ra từ bên trong, vô cùng chói mắt. Xuyên qua huyết vân nhạt dần, có thể thấy một cự long màu vàng đang quay quanh Kim Long Ấn miệng to mở ra, như cá voi hút nước, đột nhiên hút một cái, khiến ác quỷ trong đại huyết thủ biến thành những sợi khói xanh bị hút vào miệng cự long. Ngươi, pháp bảo của ngươi dĩ nhiên có thể nuốt chửng ác quỷ. Điêu sư đệ hoàn toàn biến sắc. Pháp bảo của hắn, vạn quỷ huyết phiên, là một bảo vật tà ác, lấy vạn ngàn ác quỷ làm động lực, thay đổi thất thường, cực kỳ ác độc. Nhưng kim long ấn chứa một kim long hồn mạnh mẽ, so với vạn quỷ trong huyết viên thì mạnh hơn rất nhiều khi kim long hồn hút ác quỷ nó biến chúng thành hồn lực để hấp thụ khiến huyết sát mất khống chế tan chảy như tuyết trong chớp mắt kim long ấn thoát khỏi đại huyết thủ phát ra một tiếng rồng ngâm rồi đập thẳng về phía đầu của điêu sư đệ điêu sư đệ hoảng sợ vạn quỷ huyết viên từng giúp hắn tiêu diệt vô số kẻ địch hút ăn máu tươi và luyện hóa quỷ hồn đã bị phá hủy hắn sợ đến mức gần như mất hồn liên tục phun ra mấy nguồn máu, liều mạng rung động vạn quỷ huyết viên, lập tức triệu hồi một con huyết thủ lớn hơn và nồng hơn. Nhưng vạn quỷ chỉ là đám người ô hợp, không thể so sánh với kim long hồn. Trong nháy mắt, huyết thủ lại bị kim long ấn phá vỡ. Kim Sơn lần thứ hai gào thét ép tới. Thiếu tông chủ cứu ta. Điêu sư đệ hoảng sợ kêu lên, thấy Kim Sơn lao tới như trời long đất lở, da đầu tê dại, không dám đón đỡ, chỉ có thể hét lên cầu cứu. Lệ Phong nghe thấy tiếng kêu của điêu sư đệ, sắc mặt thoáng thay đổi, nhưng ngay lập tức biến thành vô tình và tàn nhẫn, không quan tâm đến đồng môn, chỉ tập trung triển khai minh cốt đại huyết trảo, không ngừng công kích Kim Phi Dương. Lúc này, kim sắc đại kiếm của Kim Phi Dương đã trở nên mờ nhạt hơn, trên ngực Kim Phi Dương cũng đã xuất hiện những vết máu, hiển nhiên hắn đã bị thương. Tuy nhiên, khi nghe tiếng cầu cứu từ đệ tử huyết ma tông, trong mắt kim phi dương lại dấy lên hy vọng tinh thần đại chấn pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn dân trào kim sắc đại kiếm lần thứ hai sáng lên điêu sư đệ thấy lệ phong thờ ơ hoàn toàn kinh hoảng cuốn huyết phiên rồi xoay người muốn chạy trốn trốn chỗ nào các đông hút nhanh như chớp lao tới cửu khổng đại hoàng đao dơ cao chém xuống đầu điêu sư đệ đi chết điêu sư đệ đỏ mắt phẫn nộ hét lên dùng huyết phiên cuốn một cái lập tức ngưng tụ ra hai đại huyết thủ một con chột lấy cửu khổng đại hoàng đao, một con chột tới đầu các đông hút. Nhưng ngay lúc này, Kim Long Ấn đã gào thét lao tới. Một tiếng đập mạnh vang lên, hai đại huyết thủ lập tức tan rã, hóa thành huyết vân rồi rút trở lại huyết phiên. Điêu sư đệ ngã xuống đất, máu đỏ tươi lẫn vào ốc từ đầu hắn chảy ra, hắn chết ngay tại chỗ, tay vẫn còn nắm chặt huyết phiên. Nếu như cái chết của cổ sư đệ đã khiến vương sư đệ cảm thấy kinh hoàng và phẫn nộ, thì cái chết của điêu sư đệ dưới tay các đông hút lại làm hắn hoàn toàn rơi vào kinh hoảng và bất an lúc đầu vương sư đệ vẫn tin rằng cổ sư đệ chết do bất cẩn và vì bị các đông hút đánh lén sau đó hắn đã dùng tinh huyết để tế đao mong muốn nhanh chóng giết chết công tôn thành để hiệp trợ điêu sư đệ giết các đông hút hoàng phủ hiên và hồ mị nhi nhưng ngay khi trận chiến mới bắt đầu không lâu điêu sư đệ cũng đã bị giết chết dưới tay các đông hút lúc này Ngoài sự kinh hoảng, vương sư đệ không còn cảm thấy phẫn nộ hay không cam lòng nữa, mà chỉ còn lại sự sợ hãi và lo lắng. Dù lệ phong rõ ràng đã áp đảo Kim Phi Dương, nhưng hắn vẫn không cứu viện, càng làm cho vương sư đệ cảm thấy bất an và lo sợ. Ngược lại, Hoàng Phủ Hiên và những người khác lại cảm thấy tinh thần đại chấn. Ban đầu họ không hề có hy vọng sống sót, nhưng hiện tại trong mắt họ đã dấy lên ý chí chiến thắng mạnh mẽ. Giết! ba người không chần chừ, đồng loạt thay đổi pháp bảo và tấn công Vương sư đệ. Chỉ cần giết được Vương sư đệ, họ có thể hợp lực đối phó với kẻ địch cuối cùng, Thiếu tông chủ Huyết Ma tông Lệ Phong. Khi đó, dù cho Lệ Phong là Thiếu tông chủ của một trong ba đại tông môn, có tu Vi Long hổ cảnh bảy tầng, nhưng ở trong phong lôi cấm địa này, đối mặt với nhiều người như họ, hu chết vào tay ai cũng chưa biết, đây là kết quả mà trước trận chiến họ không dám mơ tưởng đến thấy mấy người các đông hút quyết đoán tấn công mình, nếu là trước đây, vương sư đệ sẽ không hoảng sợ, vì thực lực và cảnh giới của hắn vốn rất mạnh. Nhưng lúc này, hắn triệt để kinh hoảng, sắc mặt trắng bệt, thu hồi huyết đao, bày ra tầng tầng lớp lớp đao ảnh màu máu để phòng thủ. Huyết đao, với bi thế hung mãnh trước đây khiến người ta phải nghĩ đến những cảnh tượng máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Nhưng hiện tại, vương sư đệ thu hồi khí thế hung bạo của đao, chọn phòng thủ như rùa rụt cổ, khiến khí thế của huyết đao lập tức sụt giảm. Ngược lại, mấy người công tôn thành nhờ các đông hút đã giết được hai người, khí thế như hồng, không chỉ phát huy hết khả năng mà còn dùng thêm sức mạnh, vốn chỉ có 10 phần bản lĩnh nay phát huy đến 12 phần. Với tu vi của vương sư đệ, nếu không bị các đông hút khắc chế bằng kim long ấn, hắn hoàn toàn có thể chống đỡ được một thời gian dài, thậm chí nếu liều mạng, có thể giết chết một hai người và chuyển bại thành thắng nhưng vì đã thấy các đông húc giết liền hai người lại thêm lệ phong không đến cứu viện vương sư đệ đã bị sợ đến vỡ mật từ bỏ đấu pháp hung bạo trước đây công tôn thành với đại đỉnh ba chân hoàng phủ hiên với cuốn sách hồ mị nhi với hỏa hồng lăng gấm các đông húc với kim long ấn cùng cửu khổng đại hoàng đao tất cả đều tấn công dồn dập đao ảnh màu máu của vương sư đệ dần dần co lại sắp sụp đổ không thể chống đỡ nổi dù sao vương sư đệ cũng là một người từng trải qua nhiều trận chiến, khi nhận thấy huyết đao không còn chống đỡ nổi, hắn liền nhận ra tình hình không thể tiếp tục như vậy. Dưới sự kích thích của ý chí cầu sinh, hắn đột nhiên phun ra mấy ngụm máu vào huyết đao. Huyết đao phát sáng đỏ rực, phát ra tiếng xé gió sắc bén, biến thành những lưỡi dao sắc bén, thẳng hướng mấy người các đông hút mà bổ tới. Chen! 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 Những tiếng kim loại va chạm vang lên liên tiếp ngoại trừ công tôn thành, chỉ có thể ngăn cản được đòn phản kích tuyệt địa của vương sư đệ, ba người còn lại, bao gồm cả các đông húc, đều cảm nhận rõ rệt chênh lệch cảnh giới. Hoàng phủ Hiên và Hồ Mị Nhi đã hao phí rất nhiều tinh huyết và pháp lực trong trận chiến trước, giờ chỉ còn giữ lại chút sức lực. Các đông húc, dù đã giết liền hai người, nhưng sự hao tổn về tâm lực, pháp lực và thể lực là rất lớn. Khi vương sư đệ đột nhiên phản kích mạnh mẽ, ba người không thể chống đỡ được, phải lùi về sau thậm chí Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên đều chảy máu miệng. Ăn long hổ đạo văn quả. Các đông hút thấy Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên đã kiệt sức, còn công tôn thành cũng đã mỏi mệt, liền nhanh chóng lấy ra bốn quả long hổ đạo văn quả từ túi chứa đồ, tự mình ăn một quả, rồi ném ba quả còn lại cho Hồ Mỹ Nhi, Hoàng Phủ Hiên và công tôn thành. Long hổ đạo văn quả là linh dược thượng phẩm cấp 4, một loại dị quả tự nhiên của thiên địa, chứa đựng sinh cơ mạnh mẽ và dược lực ôn hòa, thích hợp nhất để khôi phục pháp lực và chữa trị thương thế. Đương nhiên, giá trị thực sự của Long Hổ Đạo Văn Quả nằm ở chỗ nó giúp tu sĩ luyện khí kỳ tìm hiểu hàm nghĩa của Long Hổ Cảnh. Mặc dù là linh dược thượng phẩm cấp 4, nhưng đối với một số người, giá trị của nó có thể so sánh với linh dược cấp 5. Các đông hút dùng nó để khôi phục pháp lực và chữa trị thương thế, trong hoàn cảnh bình thường là một sự lãng phí không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, trong trận chiến sinh tử này, các đông hút không còn quan tâm đến việc lãng phí hay không, hơn nữa trong túi trữ vật của hắn vẫn còn nhiều long hổ đạo văn quả. Mấy người công tôn thành không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức nuốt long hổ đạo văn quả vào miệng. Ngay tức khắc, sinh cơ mạnh mẽ và pháp lực hùng hậu lan tỏa khắp cơ thể họ, tràn ngập trong kinh mạch. Chỉ trong thời gian ngắn, pháp lực của họ đã khôi phục hơn nữa, thương thế cũng được chữa trị đáng kể nhờ vào sinh cơ dồi dào từ long hổ đạo văn quả. Giết! Lão tử muốn xem ngươi còn có thể bổ được bao nhiêu đau nữa. Công tôn thành hét lớn, được long hổ đạo văn quả trợ lực, khí thế như hồng, lần thứ hai toàn lực tấn công vương sư đệ. Các đông hút tự nhiên cũng không ngoại lệ, long hổ đạo văn quả. Vương sư đệ thấy khí thế của mấy người công tôn thành đột nhiên mạnh mẽ hơn trước, nhớ lại lời các đông hút đã nói, sắc mặt biến đổi lớn nhìn các đông hút với ánh mắt hận thù không thể không muốn giết hắn ngay tức khắc ban đầu hắn còn tưởng rằng mình có thể cầm cự được nhưng không ngờ các đông hút lại một lần nữa khiến mọi người bất ngờ móc ra bốn quả lông hổ đạo văn quả làm đang dược để khôi phục sức mạnh cho mình và ba người khác ha <laughs> ha <laughs> <laughs> đi chết đi mấy người công tôn thành thấy sắc mặt của vương sư đệ hoàn toàn biến đổi trong lòng không khỏi rất thoải mái liền đồng loạt thôi thúc pháp bảo chen Chen. Chen. Pháp bảo liên tiếp giáng xuống, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên không ngừng, mỗi một tiếng vang lên, ánh sáng của huyết đao lại ảm đạm thêm một phần. Hạ xuống cho ta. Khi thấy ánh đao của huyết sắc đại đao dần yếu đi, các đông hút và công tôn thành cùng liếc nhau, sau đó một người tế khởi đại đỉnh ba chân, người kia thì tế khởi kim long ấn, ầm ầm giáng xuống huyết đao. Công. Một tiếng vang lớn, huyết đao cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh của hai pháp bảo cương mảnh, rơi xuống đất, huyết quang hoàn toàn biến mất. Z. Yes. Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên không bỏ lỡ cơ hội này, mắt sát cơ lóe lên, giận quát một tiếng. Hỏa hồng lăn gấm biến thành một con hỏa phượng, thiêu đốt lửa mạnh, móng vuốt sắc bén chọc mạnh vào tim của Vương sư đệ, trong khi cuốn sách của Hoàng Phủ Hiên thì như một cây gậy lớn đánh thẳng vào đầu hắn. "Thiếu tông chủ cứu ta." Vương sư đệ triệt để hoảng sợ, kêu lên thất thanh. Tuy nhiên, Lệ Phong chỉ nhếch miệng cười lạnh vô tình không hề có ý định cứu viện, chỉ tập trung vung minh cốt đại huyết trảo, liên tục chọc vào chỗ trí mạng của Kim Phi Dương. Kim Phi Dương phải không ngừng lùi lại, thao túng kim sắc đại kiếm chống đối minh cốt đại huyết trảo, hoàn toàn không có lực để quay lại giúp đỡ. Không có sự cứu viện từ lệ phong, vương sư đệ cuối cùng không thể chống lại được công tiếp của Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên, bị họ giết chết ngay tại chỗ. Một tia hồn phách bay ra, nhưng ngay lập tức bị kim long hồn hấp thụ. Kim Long hồn đã liên tục hút hồn phách của ba tu sĩ Long Hổ cảnh, rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, khiến cho Kim Long ấn càng dễ thao túng hơn. Trong lúc Kim Long hồn hút hồn phách của Vương sư đệ, các Đông Hút tiện thể thu lấy thi thể của hắn vào Phong Thi Hoàng, giống như cách hắn đã thu thi thể của Điêu sư đệ và Cổ sư đệ trước đó. Trong cơn hỗn loạn của trận chiến, không ai để ý đến hành động nhặt xác của các Đông Hút. Bên trong Phong Thi Hoàng, 81 cương thi không ngừng hấp thụ tinh huyết từ những trận chiến trước trong đó có một cương thi đã phủ lên mình một lớp ánh bạc bất ngờ đột phá trở thành ngân giáp cương tuy nhiên các đông hút đang tập trung vào trận chiến không để ý đến sự đột phá này hắn đã liên tiếp giết chết ba tu sĩ long hổ cảnh năm tầng khiến cương thi trong phong thi hoàng bắt đầu tiến hóa sau khi bốn người hợp sức giết chết vương sư đệ họ không kịp nghỉ ngơi mà lập tức thay đổi pháp bảo lao về phía lệ phong bằng các ngươi cũng xứng công kích bản thiếu tông chủ sao Lệ Phong thấy mấy người công tôn thành tấn công mình, nhếch miệng cười khinh thường, minh cốt đại huyết trảo đột nhiên biến ảo thành tầng tầng lớp lớp trảo ảnh, đập thẳng vào pháp bảo của họ. Rầm rầm rầm. Pháp bảo của mấy người công tôn thành lập tức bị đánh bay, họ cũng phải lùi lại liên tiếp, huyết khí trong cơ thể lăn lộn, một luồng máu dâng lên khuôn mặt nhưng bị họ ép xuống, trong mắt lộ rõ sự kinh hãi. Mặc dù họ đã biết trước rằng pháp lực của Lệ Phong rất tinh khiết và minh cốt đại huyết trảo rất lợi hại, nhưng không ngờ rằng nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ một cú vung tay nhẹ nhàng đã có thể đánh bay cả bốn người họ. Tuy nhiên, dù mấy người công tôn thành bị đánh bay, nhưng họ vẫn kiềm chế được một phần sức mạnh của lệ phong, giúp Kim Phi Dương cuối cùng có cơ hội thở dốc. Kim sắc đại kiếm đột nhiên bổ ra, đẩy lùi minh cốt đại huyết trảo, sau đó lùi về phía mấy người các đông hút, đứng cùng một chỗ với họ. Lệ phong, hiện tại ba sư đệ của ngươi đã bị chúng ta giết, bây giờ là năm đối một. Tuy rằng không thể phủ nhận ngươi rất mạnh, dù chúng ta năm người liên thủ, thắng lợi vẫn không chắc chắn, nhưng nếu ngươi muốn giết chúng ta, ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình. Không bằng chúng ta thỏa thuận, kim đăng đạo văn quả có bảy quả, ngươi có thể lấy đi hai quả. Kim Phi Dương trầm giọng nói, khi nói đồng thời trao cho các đông hút một quả long hổ đạo văn quả. Ha <laughs> ha! Ngươi nghĩ rằng nếu bản thiếu tông chủ thật sự muốn ngăn cản, các ngươi có cơ hội giết hết sư đệ của ta sao? Bản thiếu tông chủ vui mừng khi thấy bọn họ bị các ngươi giết chết, chỉ có người chết mới không mở miệng, và chỉ có người chết mới không cùng ngươi tranh giành thứ tốt. Nhưng ta cũng không ngờ rằng họ lại vô dụng đến mức bị một tu sĩ long hổ cảnh hai tầng liên tiếp diệt sát. Những kẻ vô dụng như vậy, chết rồi cũng tốt, khỏi làm mất mặt huyết ma tông. Lệ Phong cười nham hiểm và lạnh lùng đáp lại. Ngươi, Mấy người Kim Phi Dương không ngờ Lệ Phong lại âm hiểm và máu lạnh đến mức này, nghe vậy không khỏi rùng mình, hít một ngụm hơi lạnh, không thể tin nổi mà nhìn hắn. Bây giờ là lúc tiễn các ngươi lên đường. Lệ Phong cười lạnh, đứng ở cửa động, giơ tay một cái, Minh Cốt Đại Huyết Trảo lần thứ hai xuất hiện, lướt về phía mấy người Kim Phi Dương. Lần này, Minh Cốt Đại Huyết Trảo trở nên khổng lồ, mỗi ngón tay không chỉ tinh lực lượng lờ, tản ra nồng đậm tinh lực âm sát, mà còn dài như những thanh trường mâu sắc bén vung lên, chia ra tấn công các đông hút và bốn người còn lại. Các đông hút biết rõ sự lợi hại của Lệ Phong, đã thu hồi cửu khổng đại hoàng đao, tập trung toàn tâm toàn ý liên hợp với Kim Long Hồn để điều khiển Kim Long Ấn chống lại Minh Cốt Đại Huyết Trảo. Trận chiến diễn ra kịch liệt, đất trời như tối tăm, tinh lực khoái động, vô số đá từ hang động và xung quanh lăn xuống, bị các loại pháp bảo và phong nhận oanh kích, chém nát thành bột đá vụn. Lệ Phong có tu vi Long Hổ Cảnh bảy tầng, dù bị áp chế tu vi nhưng pháp lực của hắn vẫn không biến mất so với mọi người khác tinh khiết hơn rất nhiều hắn cuồn cuộn triển khai sức mạnh một mình chống lại năm người mà không toát ra vẻ mệt mỏi ngược lại mấy người kim phi dương dần dần thể hiện dấu hiệu mệt mỏi chỉ cần một chút lơ là đã có thể bị thương tuy nhiên dù sao họ cũng có năm người đồng tâm hiệp lực lại mỗi người ăn một quả long hổ đạo văn quả dược lực không ngừng lan tỏa khiến cho việc lệ phong muốn giết họ trong thời gian ngắn không hề dễ dàng cấm chế chết tiệt nếu không có cấm chế này áp chế ta đã sớm bẻ cổ các ngươi lệ phong thấy năm người toàn tâm hợp lực hắn muốn động ai thì tất cả đều liều mạng ngăn cản chém giết một hồi hao tốn sức lực mà chưa hạ được ai không khỏi tức giận tới đỏ mắt cũng được nếu lấy được kim đan đạo văn quả dù tổn thất món đồ kia cũng đáng giá lệ phong buồn bực cắn răng hạ quyết tâm nghe thấy lời của lệ phong trong lòng mọi người đột nhiên căng thẳng các đông hút càng đặc biệt cẩn trọng thần niệm của hắn gắt gao khóa chặt phong thi hoàng ánh mắt không rời khỏi lệ phong một cảm giác nguy cơ vô cùng nồng đậm trỗi dậy trong lòng hắn các ngươi tất cả đều phải chết nhưng cũng coi như đáng giá lệ phong với ánh mắt lạnh lẽo và vô tình đảo qua tất cả mọi người như thể đang nhìn những xác chết tay hắn không biết từ khi nào đã cầm một quả cầu đỏ tản ra huyết lực bên trong quả cầu máu phát ra từng tiếng gầm gừ hung mảnh và trầm đục bề mặt liên tục phập phồng không chừng thỉnh thoảng nhô ra hoặc lõm xuống không chỉ vậy quả cầu này còn tỏa ra khí tức cực kỳ hung ác như thể bên trong đang giam giữ một con thú hung dữ tuyệt thế huyết ma lôi người dĩ nhiên mang theo huyết ma lôi kim phi dương khi nhìn thấy quả cầu trong tay lệ phong sắc mặt lập tức trắng bệch hoảng sợ kêu lên quả nhiên không hổ là đệ tử đích truyền của kim kiếm môn người vẫn có chút kiến thức không sai, đây chính là huyết ma lôi, tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ Long Hổ cảnh viên mãn. Nó vốn là bảo mệnh pháp bảo mà cha ta chuẩn bị riêng cho ta, nhưng hiện tại phải dùng để giết mấy tên tu sĩ Long Hổ cảnh cấp thấp các ngươi, thật là lãng phí. Lãng phí a. Lệ Phong lắc đầu tiếc rẻ, lộ rõ vẻ không cam lòng. Sau đó, ánh mắt Lệ Phong bắn về phía các Đông Húc, đầy nồng nặc hung ác và sát cơ, hắn nói: "Tất cả những điều này đều bởi vì ngươi." Vì vậy, ngươi sẽ chết còn thảm hơn tất cả mọi người. Các đông hút không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào huyết ma lôi trong tay lệ phong. Thần niệm của hắn đã nhanh chóng giao lưu với đại ngạc ngân giáp cương trong phong thi hoàng. Hắn không biết liệu đại ngạc ngân giáp cương có thể ngăn cản được huyết ma lôi hay không, nhưng vào lúc này, đó là lựa chọn duy nhất của hắn. Cảm giác ấy nấy và không muốn phải hy sinh ngân giáp cương dâng lên trong lòng hắn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Long hổ cảnh viên mãn một đòn toàn lực, ngoại trừ việc có da cứng thịt dày như đại ngạc ngân giáp cương, không ai có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, các đông hút cảm thấy mình nên cảm ơn sự ẩn nhẫn và cẩn trọng của bản thân, vì nếu hắn đã phóng ra đại ngạc ngân giáp cương từ đầu, Lệ Phong chắc chắn sẽ dốc toàn lực giết hắn trước tiên. Huyết ma lôi khi đó sẽ tránh xa đại ngạc ngân giáp cương mà chỉ tấn công mấy người kim phi dương. Khi đó, hắn sẽ không còn cơ hội và không gian để chống đỡ. Nhưng hiện tại, Lệ Phong vẫn chưa biết rằng các đông hút còn có một đại ngạc ngân giáp cương và một giao long ngân giáp cương mai phục bên ngoài. Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn giữa ý thức và thực lực, cho phép các đông hút giữ lại hy vọng trong tình thế ngặt nghèo này. Đại ngạc ngân giáp cương, cảm nhận được sự ấy nấy và không muốn từ thần niệm của các đông hút, liền an ủi. Chủ nhân yên tâm, tiểu ngạc da cứng thịt dày, sẽ không có chuyện gì đâu, tốt, chỉ cần ngươi lần này giúp ta ngăn chặn đòn đánh này, ta thề, nhất định sẽ giúp ngươi đột phá lên kim giáp cương. Các đông hút trầm giọng nói. Chủ nhân thật sự sẽ vì ta và tiểu giao luyện chế mấy triệu hạt loại đang dược đó sao? Đại ngạc ngân giáp cương nghe vậy, khóe miệng lập tức tràn đầy tiên dịch. Loại đan dược đó tính là gì? Ta sẽ nghiên cứu ra những loại đan dược cao cấp hơn, nhất định sẽ giúp các ngươi đột phá lên kim giáp cương. Các đông hút đáp lại. Đại ngạc ngân giáp cương nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Được rồi, các ngươi có thể chết đi. Lệ Phong cười lạnh, chậm rãi nâng huyết ma lôi lên sau đó ném huyết ma lôi bay về phía mấy người kim phi dương một luồng khí sát vô biên từ huyết ma lôi lan tỏa bao trùm lấy mấy người kim phi dương khiến họ không khỏi run sợ mắt tràn đầy nỗi không cam lòng và tuyệt vọng lão thiên đã để họ tìm thấy kim đan đạo văn quả để họ thấy được hy vọng bước vào kim đan đại đạo trong đời mình nhưng ngay sau đó lại định đoạt lấy hy vọng đó cùng với cả tính mạng của họ lòng mấy người kim phi dương tràn đầy sự không cam lòng nhưng đối mặt với một đòn toàn lực của một tu sĩ Long Hổ cảnh viên mãn, ngay cả khi họ có tu vi Long Hổ cảnh 7 tầng hay 8 tầng, cũng không thể ngăn cản nổi. Thậm chí, ngay cả những tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng cũng khó tránh khỏi việc bị thương trước huyết ma lôi. Bên trong huyết ma lôi, tiếng gầm gừ càng ngày càng vang dội, bề mặt nhô ra và lõm xuống liên tục, như thể con hung thú tuyệt thế bên trong đang sắp sửa thoát khỏi công cùng. Tất cả hãy lui lại, các đông hút đột nhiên hét lên nghe theo lời các đông hút mấy người kim phi dương theo bản năng lùi nhanh về phía sau thực tế ngay cả khi không có tiếng hét của các đông hút họ cũng biết phải lùi lại để tránh nguy cơ lớn lao hy vọng sống sót được một chút dù rằng hy vọng đó vô cùng mỏng manh dù có thể sống sót sau khi đối mặt với huyết ma lôi thì cuối cùng họ vẫn phải đối mặt với minh cốt đại huyết trảo thứ sẵn sàng lấy mạng họ dễ dàng nhưng bản năng con người vẫn khiến mấy người kim phi dương lùi lại thu hồi pháp bảo và bảo vệ cơ thể bằng tầng tầng cương khí pháp lực của họ cũng được toàn lực phát ra bao quanh thân hình ha ha các ngươi nghĩ rằng lùi lại như vậy có ích sao lệ phong cười lớn khuôn mặt dữ tợn theo tiếng cười của lệ phong bề mặt huyết ma lôi xuất hiện từng vết nứt một luồng sức mạnh khủng khiếp từ trong đó trào ra sau đó đột nhiên bùng nổ như một cơn lũ bao phủ lấy mấy người kim phi dương như sóng lớn ngập trời. Nhưng sóng này không phải là nước mà là máu, mang theo sức mạnh huyết sát nồng nặc. Đi đến đâu, không gian xung quanh dường như bị vỡ nát bởi sức mạnh huyết sát khủng khiếp đó. Trong mắt mấy người kim phi dương hiện rõ vẻ tuyệt vọng vô tận. Họ biết rằng khi cơn sóng máu này ập đến, tất cả pháp bảo và cương khí trước mặt họ sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt, thân thể của họ sẽ bị nuốt chửng bởi sóng máu, không còn cơ hội sống sót tiểu ngạc, nhờ vào ngươi rồi. Vào khoảnh khắc đó, các đông hút đột nhiên gầm lên, một luồng khí tức tử sát mạnh mẽ bùng nổ khắp hang động. Ngay sau đó, một con cá sấu ngân giáp cương khổng lồ xuất hiện như một bức tường trắng dày, đối diện với sóng máu, đón nhận và chống đỡ sức mạnh kinh hoàng của nó. Đùng! Đùng! Sóng máu đập vào thân thể đại ngạc ngân giáp cương, khiến lớp da dày cứng của nó, vốn kiên cố như thái ớt tinh kim, rạn nứt thậm chí ngay cả lớp thịt màu đen cứng trắng bên trong cũng bị sóng máu đánh tan biến thành máu thịt bắn tung tóe trong chớp mắt nửa thân thể của nó bị mất đi hoàn toàn chỉ còn lại khung xương mà ngay cả khung xương cũng bị gãy đứt một vài đoạn lúc này đại ngạc ngân giáp cương trông như một nửa bộ xương nửa cương thi đầy vẻ âm u và khủng bố nhưng cảm giác mà nó mang lại cho mọi người lại không phải là sợ hãi mà là bi tráng đại ngạc ngân giáp cương dù trong tình trạng tồi tệ như vậy nhưng nhờ vào đặc tính của cương thi nó vẫn kiên cường đứng vững nếu là một tu sĩ cùng đẳng cấp có lẽ đã sớm đi đời nhà ma nhưng cương thi có ưu thế rõ ràng chúng vốn là vật chết không có khái niệm về sự sống hay cái chết như người sống chỉ cần ý thức mong manh của chúng vẫn còn cương thi coi như vẫn tồn tại ngay cả khi ý thức đó bị tiêu diệt nếu thân thể còn nguyên vẹn người luyện thi vẫn có thể tái sinh và điều khiển nó một lần nữa đại ngạc ngân giáp cương hiển nhiên hiểu rõ điểm này vì thế dù sóng máu từ huyết ma lôi đã tàn phá thân thể của nó nhưng đầu của nó vẫn được bảo vệ chặt chẽ khi một nửa thân thể bị đánh tan tác nó liền đổi mặt khác để chống đỡ sóng máu không ngừng gầm lên đầy giận dữ và kiên cường sóng máu vẫn tiếp tục tấn công nhưng uy lực của huyết ma lôi sau khi bùng nổ đã giảm đi đáng kể dù lớp giáp da của đại ngạc ngân giáp cương bị rạn nứt và máu thịt bắn tung tóe nhưng nó vẫn bảo vệ được một phần thân thể còn lại. Khi sóng máu tan đi, thân thể của đại ngạc ngân giáp cương hiện ra đầy dữ tợn và khủng khiếp, nhưng trong đó lại toát lên một nỗi đau buồn sâu sắc. Bốn chân của nó găm chặt xuống đất, kiên định không chịu gục ngã. Là cấp cao ngân giáp cương. Ngươi vẫn còn giấu một đầu cấp cao ngân giáp cương. Lệ Phong hoàn toàn biến sắc khi nhìn thấy đại ngạc ngân giáp cương, không kìm được mà kinh hô thành tiếng. Trong giọng nói của hắn lộ rõ sự thù hận, lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện một tia sợ hãi đối với các đông hút một tu sĩ chỉ có lông hổ cảnh hai tầng sự ẩn nhẫn và tỉnh táo của các đông hút khiến lệ phong cảm thấy rúng động hắn không ngờ rằng đối thủ của mình có thể kiên nhẫn đến mức này chỉ đến giờ mới đánh ra quân bài bí mật khiến cho tất cả kế hoạch của hắn rơi vào hư không nếu như là ta tuyệt đối không thể ẩn nhẫn và bình tĩnh đến mức này lệ phong tự nhủ trong lòng đúng vậy là tấp cao ngân giáp cương hiện tại, ngươi còn có huyết ma lôi không? Ngươi còn nghĩ rằng có thể giết hết chúng ta sao? Các đông hút bước lên một bước, nhẹ nhàng vút ve cái đầu to dữ tợn của đại ngạc ngân giáp cương, ánh mắt đầy sự thù hận và sát cơ, nhìn chầm chầm vào lệ phong. Đại ngạc ngân giáp cương như cảm nhận được sự thương yêu của chủ nhân đối với mình, cũng như sự thù hận đối với lệ phong, nó dùng đầu cọ nhẹ vào chân của các đông hút, truyền đạt qua thần niệm, chủ nhân, mặc dù huyết ma lôi đã gần như phá hủy nửa thân thể của tiểu ngạc, nhưng bên trong nó lại chứa đựng huyết sát âm khí cực kỳ tinh khiết đòn tấn công này đã rèn luyện thêm thân thể của ta ý của ngươi là ngươi nhân họa đắc phúc các đông hút kinh hỉ hỏi họa phúc nửa nọ nửa kia khung xương của ta cứng cấp hơn nhưng mất đi nửa thân thể cũng đồng nghĩa với việc thiếu một tầng bảo vệ và sức mạnh hơn nữa trong cũng khó coi đại ngạc ngân giáp cương trả lời nghe đến đây các đông hút không khỏi cảm thấy bối rối hắn suýt nữa thì muốn đá một phát vào đại ngạc ngân giáp cương. Ngươi là cương thi, còn quan tâm đến việc đẹp hay không sao? Các đông hút nghĩ thầm. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến công lao to lớn của đại ngạc ngân giáp cương trong trận chiến này. Nếu không có nó, có lẽ tất cả bọn họ đã phải bỏ mạng tại đây. Trong khi các đông hút và đại ngạc ngân giáp cương đang giao lưu thần niệm, mấy người Kim Phi Dương vẫn chưa hết bàn hoàng họ nhìn cảnh đại ngạc ngân giáp cương cọ vào chân các đông hút mà không thể tin vào mắt mình đây là cương thi sao cả đám đã hoàn toàn trợn tròn mắt quên cả việc kinh hãi trước sự thật rằng các đông hút còn có một lá vương bài như vậy không cần phải như vậy ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện về cách phân chia kim đan đạo văn quả lệ phong cố gắng giữ bình tĩnh giọng nói trở nên trầm thấp hắn hiểu rõ sức mạnh của cấp cao ngân giáp cương và nếu tiếp tục chiến đấu phần thắng của hắn gần như là không còn lệ phong biết mình không có lợi thế và hắn cũng không muốn tin tức về việc này lan ra ngoài dẫn đến sự tranh đoạt từ các thế lực khác vì vậy hắn đã đưa ra đề nghị đàm phán dù trong lòng rất không cam tâm các đông hút lạnh lùng nhìn lệ phong trong khi mấy người kim phi dương cũng thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên khi nghe đến câu cuối cùng của lệ phong sắc mặt của họ lại trở nên căng thẳng lệ phong biết rằng nếu hắn rời đi và tiết lộ chuyện này những người khác sẽ nhanh chóng tìm đến để tranh đoạt kim đan đạo văn quả cục diện lúc đó sẽ vô cùng hỗn loạn và việc ai có thể giữ được đạo quả cũng trở nên khó nói các đông hút tiếp tục quan sát lệ phong một cách lạnh lùng đồng thời cảm nhận được một sự nhẹ nhõm nhất định lệ phong đã tỏ ra lo lắng và sợ hãi không còn chút ý chí chiến đấu nào hắn đã quyết định thỏa hiệp ta chỉ cần ba quả kim đan đạo văn quả ta đảm bảo sẽ không truy cứu chuyện các ngươi giết ba sư đệ của ta sau khi rời khỏi đây. Bằng không, các ngươi nên biết rằng với gốc gác của ta, dù các ngươi có mang kim đan đạo văn quả ra khỏi phong lôi cấm địa, ta vẫn sẽ tìm được và giết sạch các ngươi. Lệ Phong nói, giọng đầy uy hiếp. Cả bốn người không đáp lại ngay, thay vào đó, họ dùng ánh mắt về phía các đông hút. Ngay cả Kim Phi Dương vốn luôn tự tin, cũng không ngoại lệ. Ba cái vào lúc này mà ngươi vẫn còn khẩu vị lớn như vậy quả nhiên không hổ danh là thiếu tông chủ của huyết ma tông các đông hút cười lạnh giọng nói đầy sự châm biếm đây là điều kiện của ta các ngươi không còn lựa chọn nào khác lệ phong lạnh giọng đáp khuôn mặt lần nữa lộ ra vẻ tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng dết các đông hút nhìn lệ phong bỗng nhiên hô lên một tiếng lạnh lẽo cương quyết ngay khi tiếng dết phát ra đại nhạc ngân giáp cương bất ngờ xoay người mang theo một luồng hắc sát tử khí mạnh mẽ hướng về phía lệ phong mà tấn công mấy người kim phi dương thấy các đông hút ra lệnh tấn công tuy có chút bất ngờ nhưng cuối cùng họ cũng nghiến răng hô vang dết pháp bảo lập tức phóng lên không tạo ra những tia sáng bảo quang lao thẳng về phía lệ phong xem ra nếu không cho các ngươi thấy sự lợi hại của bản thiếu tông chủ các ngươi sẽ không tự nguyện nhường lại kim đan đạo văn quả lệ phong thấy các đông hút dám lựa chọn đối đầu thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng và hắn triển khai minh cốt đại huyết trảo một lần nữa huyết trảo phân thành nhiều nhánh tấn công về phía đại ngạc ngân giáp cương và nhóm kim phi dương trận chiến khốc liệt lại bùng nổ lần này với sự tham gia của đại ngạc ngân giáp cương mấy người kim phi dương cảm thấy dễ thở hơn nhiều nhưng áp lực của lệ phong lại tăng lên gấp bội dù vậy lệ phong vẫn chứng tỏ sức mạnh đáng kinh ngạc của mình chống lại sự vây công của cả nhóm mà không hề tỏ ra yếu thế tuy nhiên vì có thêm đại ngạc ngân giáp cương pháp lực của lệ phong tiêu hao nhanh chóng kim phi dương ngươi là đồ ngu sao ngươi không thấy hắn đang có tâm tư giống ta muốn mượn tay ta để diệt sạch các ngươi sao lệ phong cảm nhận được pháp lực đang cạn kiệt dù hắn có pháp lực thâm hậu của một tu sĩ long hổ cảnh bảy tầng nhưng việc bị vây công như thế này là quá sức chịu đựng hắn bắt đầu hoảng loạn, gào lên với kim phi dương. mấy người kim phi dương nghe vậy, sắc mặt họ thay đổi liên tục. họ cũng đã nghĩ đến khả năng này. tuy nhiên, họ hiểu rõ rằng nếu họ không liên kết với các đông hút vào lúc này, thì khi lệ phong tiêu diệt các đông hút và ngân giác cương, họ cũng không còn cơ hội sống sót hay chiếm được kim đan đạo văn quả. lệ phong, mạng của chúng ta được các đạo hữu cứu. nếu hắn thực sự có ý đồ xấu thì chúng ta đành nhắm mắt trao lại sinh mệnh này cho hắn. Ngươi đừng hồng ly gián. Kim Phi Dương kiên quyết nói sau khi suy nghĩ kỹ càng. Các đông hút đang né tránh đòn tấn công của Lệ Phong, nghe được lời nói này, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn càng ngày càng nhận ra rằng Kim Phi Dương không chỉ là một người sốc nổi tự đại như bề ngoài, mà thực ra, đối phương có đầu óc sắc bén và suy nghĩ rất cẩn thận. Đúng vậy. Lệ Phong, ngươi đừng hồng ly gián mấy người công tôn thành cũng không ngu ngốc, họ nhanh chóng hiểu ra và đồng lòng tăng cường sát ý, quyết tâm chiến đấu đến cùng. Được rồi. Bản thiếu tông chủ chỉ cần một quả kim đan đạo văn quả, thế là xong chứ. Lệ Phong thấy kế ly gián không thành, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn đành phải nhượng bộ. Mấy người kim phi dương nghe vậy, lập tức dao động. Nếu Lệ Phong chỉ lấy một quả, thì vẫn còn sáu quả để chia, mỗi người đều có phần các đạo hữu nếu lệ phong chỉ cần một quả còn lại sáu quả ngươi có thể giữ hai quả ngươi nghĩ sao kim phi dương vừa điều khiển kiếm lớn màu vàng vừa hỏi ý kiến các đông hút cái này các đông hút giả vờ suy tư khiến lệ phong tức giận nghiến răng nghiến lợi lệ phong cảm thấy rất ức chế khi phải thỏa hiệp với một tu sĩ long hổ cảnh hai tầng người mà hắn chỉ cần một cái minh cốt đại huyết trảo là có thể giết dễ như giết gà nhưng hắn hiểu rằng nếu tiếp tục đấu hắn sẽ mất hết cơ hội chiếm được kim đan đạo văn quả khi thấy các đông hút trầm ngâm lệ phong cảm nhận được sự mất kiểm soát của mình trong lòng hắn sôi sục vì lo lắng cuối cùng hắn đã quyết định buông tay nhưng các đông hút vẫn không chịu nhượng bộ giết các đông hút đột nhiên sầm mặt phát ra mệnh lệnh tấn công lần thứ hai đại nhạc ngân giáp cương lập tức phản ứng phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ ngươi đúng là kẻ điên Lệ Phong tức giận hét lên, mắt hắn lộ vẻ kinh hoàng khi nhận ra rằng mình đã bị các đông hút dụ vào bẫy. Ngay khi nhận ra điều này, hắn cảm thấy một luồng khí âm sát cực kỳ mạnh mẽ áp sát từ phía sau. Giao Long Ngân Giáp Cương đã lặng lẽ áp sát từ phía sau, giơ vuốt rồng sắc bén đâm mạnh vào lưng Lệ Phong, khiến hắn thét lên trong đau đớn. Các đông hút, từ đầu đến cuối, đã tính toán cẩn thận, bày ra cái bẫy hoàn hảo để diệt Lệ Phong, biến hắn thành con mồi mà không hề nhận ra. Hiện tại, với sự hỗ trợ của Giao Long Ngân Giáp Cương, đây chính là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt Lệ Phong. D. Yes. Mấy người Kim Phi Dương cũng hô to, dùng toàn lực vào tấn công. Họ hiểu rằng đây là thời khắc quyết định, nếu không tận dụng, Lệ Phong có thể quay lại và hủy diệt tất cả. Dù Lệ Phong lợi hại đến đâu, tại phong lôi cấm địa, hắn cũng chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của một tu sĩ Long Hổ cảnh lục trọng. Ngược lại, cả Kim Phi Dương, Đại Ngạc Ngân Giáp Cương, và Giao Long Ngân Giáp Cương đều có thể phát huy sức mạnh tương tự. Trước đó, Lệ Phong còn có thể dựa vào pháp lực hùng hồn và minh cốt đại huyết trảo để đứng vững. Nhưng khi pháp lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều, cộng thêm việc bị Giao Long Ngân Giáp Cương tấn công từ phía sau và bị trọng thương, tâm lý của hắn trở nên bất ổn. Lúc này, không còn cách nào khác, Lệ Phong không thể ngăn cản nổi đòn tấn công liên tục từ phía Kim Phi Dương và hai đầu Ngân Giáp Cương. Chỉ trong vài lần giao chiến, kim phi dương đã dùng kiếm lớn chém trúng lệ phong ngay sau đó giao long ngân giáp cương từ phía sau đã tung một đòn chí mạng xuyên thấu qua lưng lệ phong móc ra trái tim của hắn thiếu tông chủ huyết ma tông từng ngạo nghễ và kiêu ngạo cuối cùng cũng bị giết chết thấy lệ phong ngã xuống máu từ lồng ngực trống rỗng của hắn tuôn trào kim phi dương và những người còn lại cuối cùng cũng ngồi phịch xuống đất thở hổn hển các đông hút cũng không phải ngoại lệ trận chiến này đã tiêu hao gần như toàn bộ pháp lực thể lực và tâm lực của các đông hút. Nhiều lần, hắn suýt nữa đã không thể kiềm chế bản thân mà gọi hai đầu ngân giáp cương ra sớm hơn, nhưng nhờ vào ý chí kiên định rèn luyện qua nhiều năm, hắn đã cố gắng chế ngự cảm xúc của mình. Tuy nhiên, dù đã ngồi xuống, các đông hút vẫn không hoàn toàn thả lỏng. Hắn lập tức truyền thần niệm cho giao long ngân giáp cương rời khỏi hang động, trở lại ẩn nút trong hàng đàm, đồng thời thu hồi thi thể lệ phong và đại ngạc ngân giáp cương vào phong thi hoàng hắn cũng không quên thu thập tất cả túi chứa đồ và pháp bảo trên mặt đất chỉ sau một lúc ngoài những vết máu những mảnh đá vỡ vương vãi khắp nơi và những dấu vết trên tường để lại sau trận đấu sinh tử không còn dấu tích gì khác trong hang động một lúc lâu sau kim phi dương mới dần tỉnh táo lại đứng lên từ mặt đất và nhìn các đông hút với ánh mắt phức tạp hắn chắp tay nói lần này thật sự phải cảm tạ các huynh nếu không có ngươi chúng ta đã mất mạng từ lâu đúng vậy đúng vậy cảm ơn các huynh rất nhiều mấy người công tôn thành cũng lần lượt đứng dậy chắp tay cảm tạ ánh mắt của họ lộ rõ sự phức tạp không chỉ là lòng biết ơn mà còn là sự kính nể và sợ hãi nỗi sợ hãi này không chỉ xuất phát từ việc các đông hút sở hữu hai đầu ngân giáp cương mạnh mẽ mà còn bởi sự tính toán chính xác và khả năng ẩn nhẫn của hắn sau cuộc chiến này họ đều gọi các đông hút là các huynh một cách tự nhiên như thể họ đã trở thành bạn lâu năm không còn sự khách sáo như trước lời này thật khách sáo chúng ta vốn là một đoàn thể vốn nên cùng tiến cùng lui các đông húc kim tốn đáp cuộc chiến sinh tử này cũng khiến các đông húc cảm thấy gần gũi hơn với mấy người kim phi dương dù sao đi nữa lần này ngươi đã lập công lớn nhất kim phi dương nói kim huynh chúng ta nên nhanh chóng hái kim đang đạo văn quả đêm dài lắm mộng các đông húc mỉm cười đề nghị đúng đúng lời của các đông hút làm mọi người lập tức cảm thấy phấn khích kim phi dương không ngoại lệ liền tiến về phía hồ dung nham vận chuyển pháp lực dùng hai tay tạo một khe hở trong kết giới sau đó kéo mạnh ngay lập tức hơi nóng cuồn cuộn trào ra từ khe hở kim phi dương cảm nhận được hơi nóng đột ngột này làm da thịt hắn đỏ bừng lên mồ hôi rơi xuống từng giọt các đông hút lập tức tiến vào dung nham cẩn thận một chút kim phi dương nghiêm túc nhắc nhở các đông hút cảm nhận được cảm giác đau đớn và nóng rát khi chân chạm vào dung nham sôi trào tuy nhiên hắn vẫn có thể chịu đựng trong một thời gian ngắn điều mà người khác có lẽ không làm được không sao các đông hút gật đầu rồi tiếp tục tiến về phía cây kim đan đạo văn khi đến gần cây các đông hút mơ hồ cảm nhận được một luồng khí huyền bí và khó hiểu tỏa ra từ những đạo văn trên quả kim đan lan tỏa khắp kết giới dù cảm giác được một chút gì đó từ luồng khí này, nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu rõ được. Các đông hút biết rằng kim đan đường lớn còn cách hắn quá xa. Để thực sự lĩnh ngộ được điều này, chỉ có cách nuốt chửng kim đan đạo vang quả. Khi nhận thấy đau đớn từ đôi chân đang gia tăng và cả người dần dần chìm xuống dung nham, các đông hút không dám chần chừ nữa, lập tức hái xuống bảy quả kim đan đạo vang quả. Ngay sau khi hái xong, cây kim đan đạo văn thụ bắt đầu thu nhỏ lại rồi biến mất trong hồ dung nham sôi trào, khiến các đông hút và những người bên ngoài phải thán phục sự kỳ diệu của nó khi các đông hút rời khỏi hồ dung nham với bảy quả trong tay kim phi dương lập tức thở phào nhẹ nhõm ánh mắt mong đợi nhìn các đông hút có bảy quả kim đang đạo văn mọi người nên thảo luận cách phân chia các đông hút mỉm cười nói công tôn thành hoàng phủ hiên và hồ mị nhi đều cảm thấy cổ họng khô khốc họ nuốt nước bọc một cách khó nhọc khuôn mặt đỏ bừng kim đan đạo văn quả là thứ mà bất kỳ ai cũng thèm khát nếu lộ ra ngoài có thể kéo tới tinh phong huyết vũ họ biết rằng với thực lực của mình việc mỗi người nhận được một quả là điều không thực tế chỉ cần các đông hút nhường cho họ một quả để chia sẻ cũng đã là may mắn lắm rồi kim phi dương hiểu rõ công lao của các đông hút trong trận chiến này từ việc sử dụng ngân giáp cương để cản huyết ma lôi đến việc tiêu diệt lệ phong hắn biết rằng các đông hút xứng đáng được nhận phần lớn số quả lần này các huynh đã tính toán không sai sót gì ngươi đã cứu mạng chúng ta ít nhất hai lần nếu không có ngươi một khi lệ phong trốn thoát hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vì vậy ta đề nghị ngươi nên nhận năm quả ta một quả còn công tôn huynh hoàng phủ hiên và hồ mị nhi chia nhau một quả tuy nhiên kim phi dương tiếp tục nói thêm với vẻ làm khó nhưng ta có một yêu cầu phụ thân của ta tuổi đã cao nhưng hắn vẫn chưa chạm tới kim đan đại đạo ta hy vọng các huynh có thể nhường thêm cho ta một quả đổi lại tất cả những gì ta đã thu thập trong phong lôi cấm địa và các vật phẩm khác sẽ thuộc về ngươi bất cứ yêu cầu nào khác chỉ cần ta có thể ta nhất định đáp ứng khi công tôn thành và những người khác nghe kim phi dương phân chia không ai bày tỏ bất mãn nhưng trong lòng họ không tránh khỏi có chút hụt hẫng kim đan đạo văn quả vốn là một thể thống nhất khi bị tách ra nhiều đạo văn sẽ bị phá hủy điều này không chỉ làm giảm đi công hiệu của nó mà còn khiến họ chỉ nhận được một phần nhỏ dẫn đến việc lĩnh ngộ hàm nghĩa kim đan ít hơn dù vậy sự phân phối của kim phi dương không có gì bất hợp lý nên họ cũng không tiện nói gì hơn nữa họ không có gì tốt để trao đổi với các đông hút để có được kim đan đạo văn quả vì đây là thất phẩm linh dược có khả năng giúp người tu luyện bước vào kim đan đại đạo nên ngay cả kim đan lão tổ cũng sẵn sàng đánh nhau để có được nó. Các đông hút biết rõ sự phân chia của kim phi dương là hợp lý. Tuy nhiên, hắn luôn coi trọng tình nghĩa, bản thân cũng chỉ cần một quả kim đan đạo văn quả là đủ. Ngoài hắn, trong hoác lâm động thiên, ngoài hai đệ tử, hắn không còn người thân. Trong hai đệ tử, chỉ có tần nhã anh có thể chịu được dược lực của kim đan đạo văn quả. Thác bạc lãnh, dù sao chỉ mới có cảnh giới luyện khí, không thể thừa nhận nổi dược lực của nó. Do đó, các đông hút sau khi suy nghĩ một chút, liền nói, Kim Huynh, trong trận chiến này, ta đóng góp lớn nhất, ta không khiêm tốn phủ nhận. Nhưng trận chiến này không thể thiếu các ngươi. Nếu không có các ngươi, ta làm thế nào cũng chỉ có thể bỏ mạng, Kim Đan Đạo Văn Quả có lẽ đã rơi vào tay Lệ Phong. Hơn nữa, lần này chúng ta đã cùng trải qua sinh tử hoạn nạn, tình nghĩa này vô cùng đáng quý nếu chỉ có một quả kim đan đạo văn quả ta sẽ không nhường nhưng đã có bảy quả ta đề nghị phân chia như sau ta hai quả kim huynh hai quả công tôn huynh hoàng phủ huynh và mị nhi mỗi người một quả nếu tương lai chúng ta đều có cơ hội bước vào kim đan đại đạo hy vọng mọi người sẽ nhớ tới tình nghĩa hôm nay khi các đông hút nói xong mọi người đều sững sờ như tượng đất đặc biệt là ba người công tôn thành hoàng phủ hiên và hồ mị nhi họ không ngờ với thực lực và đóng góp của mình mà có thể được chia một quả kim đan đạo văn quả thấy mọi người ngẩn ngơ các đông hút cười cười lấy kim đan đạo văn quả từ túi trữ vật ra và nói được rồi đừng ngẩn người nữa nếu các ngươi cứ tiếp tục ngây ra ta có thể đổi ý đấy nghe vậy mọi người mới giật mình tỉnh lại đầu tiên kim phi dương lấy hai quả sau đó ba người công tôn thành mỗi người lấy một quả sau khi cẩn thận thu kim đan đạo văn quả vào túi trữ vật kim phi dương cúi người về phía các đông hút nói các huynh ân tình này ta sẽ ghi nhớ trong lòng nói xong kim phi dương lấy ra từ túi trữ vật những gì hắn đã thu được trong phong lôi cấm địa lần này và nói ta không thể để ngươi chịu thiệt thòi lần này phong lôi cấm địa ta có hai quả kim đang đạo văn quả đã là rất mãn nguyện những thứ khác đều thuộc về ngươi thấy kim phi dương lấy hết những gì hắn thu được ra ba người công tôn thành cũng vội vàng lấy ra đồ vật từ túi trữ vật với vẻ xấu hổ nói các huynh chúng ta thu hoạch ít ỏi, linh dược cũng không cao cấp, không thể so với kim huynh, mong ngươi đừng chê. Hôm nay nhận ân tình lớn từ các huynh, nếu tương lai chúng ta có thể bước vào kim đan đại đạo, chỉ cần các huynh cần, chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Các đông hút thấy mọi người không chỉ tỏ thái độ mà còn lấy ra những vật khác từ phong lôi cấm địa, không khỏi há hốc mồm, một hồi lâu mới nói, những thứ này các ngươi cứ giữ lấy, dù sao để bước lên kim đan đại đạo, các ngươi vẫn cần nhiều linh đan linh dược hỗ trợ. Nếu các ngươi đã băng khoăn, ta sẽ không khách sáo, trong vực sâu này, bao gồm cả hai con nguyên thú cấp chín và đồ vật của Lệ Phong, tất cả sẽ thuộc về ta. Kim Phi Dương và mọi người cũng không phải là những kẻ khách sáo, suy nghĩ một hồi, họ nhận ra đã nhận được ân tình lớn từ các đông hút, nên không cần phải khách sáo thêm. Họ liền thu hồi những thứ đã lấy ra, cười nói, ha ha, chúng ta có một quả kim đang đạo văn quả, thế đã là quý giá rồi. Ha ha, vậy là được rồi giờ chúng ta ra ngoài xem còn có vật gì tốt không các đông húc cũng cười đáp trong lòng hắn mừng thầm dù đã phân chia kim đan đạo văn quả nhưng những gì hắn thu được trong vực sâu và từ lệ phong cũng đủ khiến hắn hài lòng đúng vậy ra ngoài tìm xem có vật gì tốt không kim phi dương và mọi người cũng vui vẻ đồng ý nếu thực sự tìm được thứ còn quý hơn kim đan đạo văn quả các ngươi cũng đừng đỏ mắt đấy các đông húc vừa đi ra ngoài vừa đùa giỡn nói. Ha ha, nếu thật sự có thứ tốt hơn, chúng ta sẽ chỉ cảm thấy vui mừng cho các huynh. Kiên Phi Dương cười đáp. Ha ha. Các đông hút cười lớn. Hắn biết rằng, nếu hai con huyền thú cấp chính này đã giết nhau đến mức sống còn vì kim đan đạo văn quả, thì trong vực sâu này không thể có thứ gì tốt hơn nữa. Tuy nhiên, dù không có linh dược tốt hơn kim đan đạo văn quả, nhưng số lượng linh dược cũng không ít năm người họ quét sạch vực sâu một lần, nhanh chóng tìm được 50, 60 cây tứ phẩm linh dược, 6 cây ngũ phẩm linh dược và hai cây lục phẩm linh dược. Trong đó, một cây tên là Thái Nhất Ngưng Nguyên Chi, là vị thuốc chính để luyện chế Thái Nhất như ý bí đan mà Kim Phi Dương từng nói, cây còn lại là cửu khiếu bích vân thảo, một trong những linh dược cần thiết để luyện chế cửu chuyển luyện nguyên huyền đan theo phương pháp luyện đan lục phẩm do các hồng truyền lại. Thu hoạch này khiến các đông hút vui mừng không xiết. Tuy nhiên, mấy người Kim Phi Dương vẫn cảm thấy hơi băn khoăn, nên họ lại giúp các đông hút tìm tòi một lần nữa. Sau khi chắc chắn không còn bỏ sót gì, họ mới quay trở lại khối nham thạch lớn ở cửa động. Lúc này, hai con huyền thú cấp chính đã thoi thóp, có lẽ không qua được mấy phút nữa sẽ chết. Đây là cửu sĩ Hắc Văn Quy. Loài rùa này có 9 cái răng, hàm răng rất cứng rắn sắc bén, là nguyên liệu tốt để luyện chế phi kiếm. Mai rùa của nó cũng là nguyên liệu tuyệt vời để luyện chế pháp bảo phòng ngự. Con rùa này đã đạt đến huyền giai cấp 9, nếu luyện chế thành pháp bảo, uy lực của nó sẽ rất lớn. Còn đây là kim cốt phim xích xà, một loại nguyên thú. Xương sống của nó có màu vàng, nếu rút ra để luyện chế thành cốt tiên, không chỉ kết hợp được cương nhu mà còn có thuộc tính lửa. Da của nó nếu lột xuống, có thể luyện chế thành bảo y phòng ngự trở lại bên khối nham thạch lớn, nhìn hai con nguyên thú cấp chính huyền giai trên mặt đất, công tôn thành lần lượt giới thiệu. Công tôn thành có chút hiểu biết về luyện khí, nên hắn biết rõ những điều này. Kim Phi Dương cố ý giải thích với các đông hút. Ta chỉ biết sơ qua thôi. Những nguyên liệu luyện khí từ hai con nguyên thú cấp chính này là tài liệu quý giá, các huynh nên tìm người cao minh hơn. Công tôn thành kim tốn đáp. Trong khi mấy người đang nói chuyện, hai con huyền giai cấp chính nguyên thú đã tắt thở hoàn toàn. Các đông hút thấy công tôn thành nói rằng hắn không thể luyện chế được các vật liệu từ hai con huyền giai cấp chính nguyên thú này, liền thu chúng vào trong phong thi hoàng. Không gian của phong thi hoàng mà các đông hút lấy được từ thiên thi tông rất lớn, rộng bằng nửa sân bóng đá. Tuy nhiên, khi hắn bỏ vào hai con huyền giai cấp chính nguyên thú, không gian bên trong cũng trở nên chật chội ngay lập tức. Dù vậy, sự chú ý của các đông hút không nằm ở đó mà là ở việc trong phong thi hoàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm ba đầu ngân giáp cương hơn nữa nhìn vào những đồng giáp cương khác đang phun ra nuốt vào thi khí dường như không ít trong số chúng đang tiến hành đột phá điều này chưa phải là điều khiến các đông hút kinh ngạc nhất thứ làm hắn kinh ngạc chính là việc trong miệng của đại ngạc ngân giáp cương có một khối xương tay màu vàng đang ngậm chặt và tỏ vẻ tận hưởng khi cảm nhận được các đông hút đi vào, đại nhạc ngân giáp cương như bị phát hiện đang ăn vụng, liền vội vàng giấu khối xương tay dưới thân mình và nhìn chủ nhân với ánh mắt cười lấy lòng. Đừng dở trò với ta, mau lấy khối xương tay màu vàng đó ra. Các đông hút tức giận trừng mắt với đại nhạc ngân giáp cương. Đại nhạc ngân giáp cương cúi đầu, lặng lẽ đưa khối xương tay màu vàng ra. Đây là minh cốt đại huyết trảo của Lệ Phong. Vừa thấy khối xương tay màu vàng, các đông hút lập tức nhận ra một tia hơi thở quen thuộc hắn nhìn lại xác của lệ phong đã bị hút hết tinh huyết thành xác ướp thấy rằng lệ phong thiếu mất một bàn tay không thể kiềm chế sự kinh ngạc hắn thốt lên đúng vậy chủ nhân đây là xương tay của hắn không biết hắn luyện chế thế nào nhưng bàn tay này có cấu trúc giống với xương đầu của kim giáp cương đáng tiếc là chỉ có một khà khà đại ngạc ngân giáp cương nói và nhìn chầm chầm vào các đông hút không lạ gì khi nó được gọi là minh cốt đại huyết trảo, hóa ra bàn tay này ẩn chứa nhiều bí mật. Không biết huyết ma tông đã dùng bí pháp gì để luyện thành, nhưng thật sự không hổ danh là một trong ba đại tông môn. Nếu không bị áp chế tu vi, Lệ Phong có thể phát huy uy lực thực sự của minh cốt đại huyết trảo, thì chưa biết ai chết trong tay ai. Các đông hút thầm nghĩ trong lòng, vừa cảm thấy kinh sợ vừa cảm thấy may mắn. Tiếp theo, Hắn không thể kiềm chế mà trừng mắt nhìn Đại Ngạc Ngân Giáp Cương một lần nữa và nói, "Đừng có tham ăn như thế. Ngươi tưởng ta không biết ngươi muốn ăn một mình sao? Tuy nhiên, ngươi lần này lập công lớn, ta cũng không thể không thưởng. Vậy ngươi có thể tạm thời giữ khối xương tay này trong 20 ngày. Sau đó, ngươi và tiểu giao sẽ thay phiên hút. Đừng lo, lần này ta thu được không ít linh dược tốt trong phong lôi cấm địa, chờ ta nâng cao tu vi." ta sẽ luyện chế thi đăng cao cấp hơn cho các ngươi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha